Thưa quý vị, liên quan đến đại án buôn lậu xăng trong chuyên án mang bí số 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9 năm 2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1, tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của chuyên án. Trước đó, ở giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định tổng số lượng xăng bị các bị can buôn lậu lên đến hơn 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn 2.690 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu xung công quỹ 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Kết thúc điều tra giai đoạn 1, của chuyên án 920G đã có 74 bị cáo bị tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau. Đây là vụ án được ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày mai 21 tháng 3 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo nghị định 80 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 95 và nghị định 83 hiện giá xăng dầu trong nước chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai có khả năng tăng theo giá thế giới. Theo dự báo, giá xăng có thể tăng từ 650 đến 680 đồng một lít. Như vậy, giá xăng RON95 sẽ vượt 24.000 đồng một lít. Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu cho biết nếu cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 650 đến 680 đồng một lít, còn giá dầu diesel có khả năng tăng 500 đồng một lít. Dự báo trên là chính xác thì giá xăng trong nước sẽ có phiên tăng trở lại sau hai lần giảm liên tiếp. Nếu vậy, giá xăng RON95 có thể vượt 24.000 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng có thể tăng ít hơn, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 6 lần tăng và 5 lần giảm. Thưa quý vị, tại phiên chất vấn lĩnh vực tài chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra mới đây, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước đã giải trình việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian vừa qua để giảm chi phí đầu vào tái cơ cấu hệ thống dịch vụ bay. Bộ trưởng Phước cho rằng quản trị và hạ giá thành là vấn đề doanh nghiệp tư nhân quan tâm hơn ai hết. người đứng đầu bộ tài chính cho biết từ quy định của luật giá bộ giao thông vận tải sẽ quyết định khung giá vé máy bay các công ty sẽ bán giá vé trong khung và dựa trên nhu cầu thực tế đi lại của người dân để đưa ra mức giá vé cho phù hợp đáng lưu ý ông phúc thông tin vừa qua giá vé máy bay dù có tăng nhưng các công ty vẫn lỗ hãng bamboo đã cắt giảm nhiều đường bay còn vietjet cũng đang gặp khó khăn với Việt Nam Airlines lỗ đến 37.000 tỷ đồng. Năm nào lãi nhanh nhất, mạnh nhất cũng chỉ được 3.000 tỷ đồng và vẫn rất khó khăn. Trong 4 năm gần đây, do đại dịch Covid-19, các chuyến bay ngưng trệ. Trong năm nay, kinh tế suy giảm khiến lượng khách nội địa và nước ngoài hạn chế cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống hàng không. Thưa quý vị, Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ giao các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu các yếu tố có liên quan phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam và tham khảo các quy định quốc tế để nới lỏng thời gian đăng kiểm xe. Điều này nhằm giảm bớt khó khăn về kinh phí và thuận tiện cho người dân. Về nội dung tiếp tục điều chỉnh thời hạn đăng kiểm xe ô tô cá nhân theo hướng nới lỏng thêm thời gian, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ giao cho các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu các yếu tố có liên quan như tuổi của xe, tần suất sử dụng, môi trường hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, tham khảo thêm các quy định của quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xem xét điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm vào thời điểm phù hợp, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật cho phương tiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho chủ phương tiện theo quy định mới nhất về thời hạn đăng kiểm xe ô tô xe con không kinh doanh vận tải, chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 30 tháng, sau đó cứ mỗi 18 tháng một lần. Khi đủ 7 năm kể từ ngày sản xuất, chu kỳ đăng kiểm sẽ rút ngắn còn 12 tháng. Nếu xe có tuổi thọ hơn 12 năm kể từ ngày sản xuất thì chu kỳ giảm xuống còn 6 tháng một lần. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ban hành thông tư số 02, trong đó miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới chưa qua sử dụng, điều chỉnh chu kỳ kiểm định tăng thêm 6 tháng đối với nhóm phương tiện ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải so với quy định chu kỳ kiểm định trước đây. quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc có mưa nhỏ dài rác, trời rét với nền nhiệt khá thấp. Từ ngày mai, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Theo đó, khu vực Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển, sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 20 độ. Dự báo từ ngày mai 21 tháng 3, miền Bắc chỉ có mưa vài nơi nền nhiệt tăng dần. Từ ngày 22 tháng 3, miền Bắc duy trì thời tiết sáng có sương mù, chưa chiều hưởng nắng. Cơ quan khí tượng cũng dự báo không khí lạnh trong tuần tới tác động đến Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ nhưng cường độ yếu nên sẽ không gây rét kéo dài. Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 3 tại quán cà phê Giấc mơ có thật ở Đắk Lắk. Cơ quan chức năng phải điều 3 xe và gần 20 chiến sĩ đến để chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi nhiều tài sản trong quán Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê các thiệt hại. Lãnh đạo thị trấn Ea huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một phần quán cà phê giấc mơ có thật bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, thì ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại quán cà phê. Nhiều người dân đã nỗ lực bơm nước, dập lửa, vận chuyển đồ đạc trong quán ra ngoài. Tuy nhiên, do gió to, thời tiết hanh khô, quán cà phê lại được lợp bằng mái chanh nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhận được thông tin vụ cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã điều 3 xe cứu hỏa cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Được biết thời gian gần đây quán cà phê giấc mơ có thật trở nên nổi tiếng vì thu hút giới trẻ đến chụp hình vui chơi. Mặc dù được đầu tư hàng chục tỷ đồng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm thu hút khách tham quan du lịch, nghỉ dưỡng ở huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh tuy nhiên sau một thời gian dài không được đầu tư hoạt động kém hiệu quả khiến cho khu du lịch suối nước nóng sơn kim hà tĩnh trở nên nhếch nhác hoang tàn mục nát gãy đổ hoen dỉ rêu phong nhiều hạng mục được đầu tư khá bài bản nhưng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng đó là thực trạng tại khu du lịch suối nước nóng sơn kim hà tĩnh khu du lịch tiềm năng này nay chỉ là nơi để người dân chăn thả gia súc thì về cơ sở hạ à, tầng thì xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là đường đi lội lại rồi các cái cơ sở để phục vụ cho du khách thì bị xuống cấp. thành tiền là đối với các vị đảng chính quyền địa phương thì mong muốn chủ doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư để đó là phát triển cái du lịch sinh thái trên miền biên, uh, biên giới. Khu du lịch sinh thái nước khoáng Sơn Kim nằm trên quốc lộ 8A, đường lên cửa khẩu cầu treo thuộc huyện Hương Sơn dự án do tổng công ty hợp tác quân khu 4 triển khai đầu tư với số vốn hàng chục tỷ đồng trên diện tích khoảng 10 hecta với đầy đủ hệ thống nhà hàng, điểm vui chơi, nghỉ dưỡng. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động, hạ tầng hư hỏng, xuống cấp, không được đầu tư nên đã trở thành hoang phế. Theo lãnh đạo công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim, việc để xảy ra thực trạng này là do nhiều vướng mắc trong và nguồn vốn, thủ tục đầu tư. Đây này là 42 tỷ 6 nhưng bọn tôi đây là cửa hàng năm là nguồn vốn câu hao là tích tích tụ lại thì cũng đầu tư đây là cũng trên 3 đến 37 tỷ đấy này. Tỷ mà nói lợi nhuận của các cái chủ đầu tư cho các cái cổ đông thì hầu như giờ chưa có. Tăng cái vốn đầu lệ lên thì thực ra cũng chưa tăng mà nói chúng đang tập trung như gọi là vốn đầu lệ thì gần 10 10 năm nay lắm tạm để nguyên như thế để sử dụng nguồn các cái nguồn, nguồn quỹ một số dự án chương trình phát triển du lịch cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đặc biệt là như cái du lịch khu du lịch nước sốt thì phải khẳng định rằng là đây một cái lợi thế rất là là, là là tốt tuy nhiên thì đến hiện nay thì chúng tôi nhận thấy rằng là chúng ta chưa có được cái sản phẩm du lịch độc đáo việc đầu tư nâng cấp các cái cơ sở vật chất cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, cần phải có một sự thay đổi. Nhà đầu tư cần phải tiếp tục có sự ra soát đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Thực trạng một số dự án đầu tư phát triển du lịch chưa thực sự xứng tầm, hoạt động không hiệu quả, không chỉ ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên mà còn tác động rất lớn đến môi trường, đặc biệt là môi trường đầu tư. Không chỉ tại Hà Tĩnh mà thực trạng này còn đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước.